này tầm cỡ 3 kg 2 kg à. Tấn cũng không có ở không đâu mà diễn, nói chung là đi đặt thì thứ nhất là làm clip để chia sẻ cho cả nhà mình xem, thứ hai là nói chung là cũng cuộc sống đi kiếm tiền về sống chứ đâu có thời gian đâu mà rảnh đâu mà đi làm những chuyện đó. Tấn chào buổi sáng luôn cả nhà mình ơi, thì Tấn cũng xin chào tất cả các anh em đồng nghiệp Bảy Gắn và anh em đồng nghiệp Bắc Ông nha. Thì hôm nay Tấn cũng tiếp tục đi thăm Bảy Gắn, Tấn thăm cái luồng ở Tiền Giang nè. Thì sáng giờ tịch tan thì Tấn cũng vừa đến cái luồng Bảy. Thì để Tấn giới thiệu sơ lược về cái đồ nghề hôm nay cho Tấn nha. Hôm nay thì Tấn đem 4 cái bẫy xịt cua, nhưng mà hiện là ở đây có 3, còn có 3 cái à. Hồi nãy ở ngoài cái đầu ngoài á là Tấn đặt một cái. Và lúa thì Tấn đem 50 bịch lúa, và chuột mồi á thì đem 35 con nha. Thấy nó không có gõ không nha. Còn bẫy á, trong bẫy á thì Tấn cũng để chuột với lúa với dưa leo sẵn rồi. Thì dọn dưa leo này, dưa leo cũ à. Tấn cũng vừa đến cái luồng bẫy rồi nè, để Tấn xuống Tấn thăm coi nó có dính không. Thì Tấn quay lại và chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem và cùng trải nghiệm bẫy Gắn nha cả nhà. Bữa Tấn đặt ở đây một cái để nè, mà thăm cử rồi không dính dép gì hết, cử này Tấn cũng không thấy phân luôn, chết quớt rồi, con chuột còn luôn, lú cái đầu ra để Tấn cho nó ít lương thực nha. Thấy ở đây ngon quá mà đặt nó không chạy ha. Trời thì cũng Tấn thấy có mưa hay gì á, ở đây làm như nó mới mưa, trời mới mưa. Rồi thì để Tấn đi thăm tiếp nha, còn có dính á Tấn quay lại chia sẻ cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Thế cái thứ 6 thứ 7 gì rồi nè cả nhà, cái này cứ gồi nước nó ngập chết ruột mà Tấn giờ cao. Cái chỗ này ngon hết biết ngon. Giống có ai thăm quá vậy trời. Ê, cái quốc luôn hay vậy, quốc của đơn rồi. Ôi nắng nắng. Rồi rồi, lậm hàng. Đây, em hàng nhất nha. Con này chắc cỡ 6 lạng ngoài vậy cả nhà. Nè. Tinh độc quốc của đơn rồi chứ sao. Không thấy phân phướng gì trơn. Nè. Rồi, để Tấn đặt lại cái bẫy khác nha. Nãy giờ chết chuột nhiều quá. Đây, con này nhất. Con này nhất rồi. Đây, lụm hàng nhất nha. Lụm. Cái này cứ rồi Tấn đặt xích đằng kia mà nước nó ngập cũng chết chuột nữa. Nên Tấn dời lên này cao cao lên. Không có chỗ giấu Tấn lấy chuối Tấn đậy. Trời ơi. Dính con gắn ba nè. Này này, trời sao cứng vậy? Chuối nó đẹp ngắt. Đây, lụm hàng nữa nha, tiếp tục lụm hàng. Gắn ba cả nhà ơi. Ủa, không thấy nó bò lên nè. Đây hai cái kiềng nha, tại vì ở đây hôm qua hôm kia vì mưa đó cả nhà, nên gắn nó chạy lại nè. Để Tấn đặt lại cái bẫy khác nha. Trong đây cái này nè cả nhà, cái này cử rồi Tấn thăm là nó mất chuột. Tấn đặt thì cử rồi Tấn thăm là cử đầu tiên Tấn đặt bên đó đó. Tấn dời qua đây nè, cử rồi nó đi mất chuột, cử này chắc chết quớt rồi. Rồi chết thiệt rồi. Trời trời nặng. Ở con chuột chết rồi mà. Trời ơi, lụm em hàng nhất nữa. Đây con nhất nữa nè cả nhà. Cái bọc nó che bít rồi, để Tấn lấy cái bọc ra coi.
Đây đây, con này nhất nữa nha. Hai con nhất. Sao con chuột nó chết rồi mà nó còn dính chạy. Cái bờ này rất là ngon nha, để Tấn đặt ở đây một cái. Còn Tấn sẽ đi lộ bộ xích vô trong kia đặt một cái nữa. Hồi chuyến rồi là nó mất con chuột. Cái hôm nó tặng quạt ha. Đây, lụm hàng. Hai em nhất rồi. Trời mưa nha. Mấy ngày nay trời mưa đó. Đây. Con này chắc có 6 lạng, 6 lạng hơn. Cái đầu nó nè. Con này nó muốn lột rồi. Ủa, nó ỉa trong đây nè. Chứ nó không ỉa ngoài đầu hôm ha. Trời ơi, nó độn cái hôm coi nè. Thôi, để Tấn đặt lại cái bẫy nha. Đặt đây trong đây hai cái đi. Ở đây lúa thì nó chín rồi nè, vàng vàng rồi. Thì cũng tranh thủ đặt coi coi cử tới nó có chạy được con nào nó chạy. Cái luồng này chắc Tấn cuốn á cả nhà. Tại vì vòng vòng nó gắn nó không chạy chiếc chỉ chân. Cái này thì Tấn mới đặt bữa hổm mà. Thấy chỗ này ngon quá à đặt. Có cái mấy cái bờ ganh nè. Có cỏ rồi nè. Trời có phân nè. Trời nó ỉa văn bay ra đây luôn nè. Ha. Trời chắc con rắn này nhỏ quá, cục phân này nhỏ xíu. Trời ơi rắn ba. Trời ơi, chú có nè. Ỉa văng ra ngoài luôn mà được con rắn ba. Sớm giờ được 4 rắn à. Hai con rắn ba và hai con rắn nhất nha. Còn 6 lạng chắc con rắn lột mới dính chắc cả 6 lạng ngoài 7 lạng à. Rồi để Tấn đi chắc cuốn chắc cũng còn cỡ 5-7 cái gì vậy. Cái luồng cuốn nè. Rồi tới mới qua bên kia thăm nữa cả nhà. Để Tấn bắt rắn ra cả nhà. Nãy giờ Tấn cuốn cũng mới 7 rồi nè. Dính được 4 con. Trời ơi nó ói chuột. Con này chắc nó cũng mới dính nè. Tấn chạy 7 chứ bây giờ nằm ở đó. Tình hình không im mà. Tại vì lúa chín nè, với phần vườn mỏng quá. Ồ, con này nó thấy vậy chứ cũng cỡ 7 lạng á nè. 6 lần mấy 7 lạng á. Trời ơi rắn bự này nó cũng ói chuột rồi nữa nè. Con này tầm chừng 6 lạng, 6 lạng ngoài à. Được 4 con. Đây con rắn ba. Ngon lành rồi. Vậy là ok rồi. Tấn còn một cái luồng 7 hồi từng rồi Tấn chạy á, cũng mười mấy cái nữa đó, cũng trông cho cái luồng đó nó có chạy chạy một chút. Còn mấy cái luồng cũ này tệ quá. Để bắt rắn này ra trước, bắt hàng vip nha. Trời ơi banh cái hôm hết trơn. Ô, con này nó phá hoại. Cái rắn này nó phá hoại không có ôm bọng gì bánh trơn rồi còn gì nữa đâu xài. Con sữa cái hôm lại cái rồi ok để hỏi sữa sao đây mất thời gian chung ra cái bạn Hiền, bạn Hiền Lý Thông nhờ mưa ha, hôm qua hôm kia không chắc hôm kia quá theo tôi nghĩ là hôm kia tại vì đất ở đây nó cũng khô rồi nè. Giấc sáng nó chạy lên thì thấy dưới kia nó ướt rồi nó mỏ mồng gì máu không à. Thấy lạng không đó đó đó, hơn con này hơn 7 lạng cả nhà. Giác giác bậy trời ơi này á. Rắn này bộ nó ở dơ dữ lắm hay gì phèn không nè. Con này cứng cứng 7 lạng nha. Êm êm. Mới dính, mới dính hồi hôm mà con chuột còn tươi xanh đó, còn ý thinh nè.
tay gấp cái nhục cho mới được, mình thấy ớn quá. Ổng gà mấy ngày nay không có gắn nhứt, gắn nhứt cầm nó mới mát tay cả nhà. Ổng gà không có gắn 8-9 lạng gí, cầm nó không có mát không. Mấy luồng này không có gắn lớn hung mà. Kệ đi, cái luồng này tấn cũng cố gắn, tấn nằm, tấn nằm lại để tới cái những cái mùa mà những lúc mà nó không có chuột á, tấn lấy chuột. Tại vì cũng trên đây cũng có 1-2 mối chuột á. Trời ơi, rất đùa sĩ. Bò ra cái em. Con này chắc cỡ 6 lạng, hơn 6 lạng à, cái đầu cũng thấy bự bự nè cả nhà. Ừ, phóng gà, phóng gà, phóng gà, phóng gà. Hơn con này hơn 6 lạng nha cả nhà. Con này chắc tầm cỡ 6 lạng rưỡi á. Bự lắm. Hai con ký 3, ký 4 rồi. Kiếm ăn được. Hai con này là lấy kem mà đó. Trời ơi, rắn này phá hại mùa màng hả? Ê, chạy hả em? Em tính tháo hả? Trời ơi, nổi chuột mini. Ở dưới kia này cũng có cái móc chuột nữa cả nhà. Không biết cái gì. Cái nào mà nó mất chuột 2 lần á, nó mới gọi mới là gắn hữu hành. Không mất chuột 1 lần mà thăm 2-3 cử là nó không có quay lại thăm cái lợp á, thì chắc chắn hữu hèo. Một là hữu hèo, 2 là hữu ngựa bự. Sao dính thứ nhất vậy? Một là hữu hèo, 2 là hữu ngựa bự nha. Nó vô 1 lần mà nó không vô lần 2 đâu. Có hữu hành nó mới vô lần 2. Yếu 2 ký rồi đó. Im không? Hai con hành nhất là cứng ngắc rồi. Để tấn vô mồi. Để tấn đi thăm. Cái chỗ này khúc này là thăm nha, còn một hồi qua bên kia mới cuốn 7 nữa. Còn bên kia cũng 10 mấy cái nữa chạy 7 cả nhà. Chứ không chạy lúa chín hết trơn rồi, nằm chết à. Cái ở đây thì tấn cũng mới đặt 2 cái. Ở trong đó một cái và mé bên đó một cái. Rồi bài lòng rồng. Ồ, con cá lóc nó lên tim kìa. Cái này cử thăm đầu tiên nè. Mà mưa này không biết sao. Chỗ này rất là ngon luôn nha. Ồ, có phân nè. Mà phân này chắc con rắn không bự quá cả nha. Nè, con rắn thích này không? Chắc con rắn không bự quá. Trời ơi, gắn nhì, gắn ba vậy nè. Nhì không biết. Ồ rồi, mới đặt xuống nó dính luôn à. Mới đặt xuống nó ăn chuột luôn à. Đây đủ sử dài sập. Để tấn để đây đi, rồi tấn qua bên kia, tấn thăm cái kia luôn. Nè, lúa ở đây thì nó cũng mới chỗ à. Tấn còn nằm bẫy được nè. Rồi hận chuột nó tha, nó cắn ba cái chuối rồi nè. Rồi con chuột này con chuột quỷ. Trời ơi. Để tấn lấy ba cái tẻ chuối này ra đi. Tấn đặt lại cái bãi khác.
Tấn cũng mới dời vô đây một cái này nè cả nhà. Xe đậu lúc ngoài đó. Thấy trong đây ngon quá. Đây có cái bờ kinh nè. Vô đặt. Chết cái bẫy theo luôn. Rồi chết quớt luôn. Trời dính được gắn ba nè. Nè. Trời dính đâu nào. Ô có phần nè. Dính chắc mới đặt nó dính hay gì rồi. Rồi đã con đặt lại cái bẫy khác nè. Lậu vô mệt quá mệt. Trong cục rô mã này Tấn đặt ba cái là lúc đằng kia một cái, ở đây một cái và đâu bên đó một cái nữa đó cả nhà. Ở đây thì Tấn cũng mới vừa đặt ha. Cử rồi. Cái đặt là cử rồi. Thấy ngon ngon. Chạy vô đặt. Có phần kìa. Phần trắng nè. Cái Tấn dẹp ra trắng trống cái Tấn quậy cái máy vô. Đây nè, ngay cái đầu hôm này thấy không? Nhỏ thì cũng chưa biết. Ôi nhì không đây. Ừ chắc được nhì mà cả nhà nè. Hồi nãy không có con gắn nhì nữa, con này nhì à, cũng bự nè. Để Tấn đặt lại cho bấy khác nha. Con nhì đầu tiên nha, hồi nãy giờ dính nhất dưới ba không à, không có dính nhì nữa. Để Tấn qua bên kia Tấn thăm cái bên kia rồi Tấn đặt lại cho bấy khác luôn. Trời ơi, cái gì mà nắng. Lội cũng chết. Nắng gì khủng khiếp thiệt cả nhà ơi. Đây nè, cái bẫy Tấn đặt đây nè, không biết có dính không. Trời ơi, có dính luôn rồi nè. Có phân rồi nè, cái này ba cái dính hết ba cái. Nó bự đâu. Nặng nè. Ôi, gắn nhì nữa cả nhà ơi. Đây nè. Trời trời, chỗ này gì nè, gắn kinh khủng vậy. Cái chỗ này Tấn đặt ba cái là dính ba cái chân luôn á cả nhà nè. Ba cái hai con gắn nhì và một con gắn ba nha. Trúng mánh nè. Được. Đây không có chỗ đặt nữa. Rồi để Tấn đặt lại cái bẫy khác nha. Để Tấn bắt mấy gắn ra luôn cả nhà. Sao cái luồng này nó trúng nè. Bữa hổm Tấn vô á, Tấn thấy nó cũng ngon. Tại vì nó sao đít giường, mấy cái sao đít giường của người ta đó. Nên Tấn đặt đâu 5 cái hay gì á, 5 cái mà dính 4 cái. Mà gắn khoảng lớn, gắn nhì, gắn 3, 2 gắn nhì, 2 gắn 3. Tấn bắt ra rồi Tấn chắc có lẽ là Tấn đặt ở đây thêm vài ba cái nữa. Ta đi ruộng, ta đi thăm lúa. Ê chạy hả em. Nè, gắn ba nè. Gắn nhất thì không biết có không chứ gắn nhì với gắn ba là Tấn thấy là nó chạy. Chạy mạnh ít chết nhỏ. Chở cái đạp nhỏ. Con nhì với con ba là Tấn thấy nó chạy mạnh đó. Còn nhất thì chưa biết nha. Nhưng mà ở đây Tấn thấy nó cũng ngon lắm. Ở đằng trước là cái nhà người ta, giường với nhà. Rồi ở sau là ruộng. Rồi thêm nó có cái bờ kinh nữa đó. Im lắm. Để Tấn đặt thêm ít cái nữa coi. Coi làm sao. Coi nó có chạy, cứ tới nó có chạy không. Bữa giờ đi ngang hoài mà không phát hiện. Ồ, gắn nhì nè. Con này có cỡ 4 lạng mấy, 5 lạng. Ê, ê, mắt lủng mày. Sao ngon quá vậy. Ồ, con này cả 5 lạng á cả nhà. Bự lắm nè. Bốn con này chắc cũng được 1 ký mấy à. Là được 3 ký rồi đó. Cả 3 ký là xiên. Bên này trúng là nhờ cái đám mưa đó. Mà nhưng mà mấy cái này Tấn đặt đó nè. Để vô bịch lúa còn y thinh nè.
chuột chưa kịp ăn nữa là nó dính rồi. Chắc có thể bữa đó Tấn đặt là có thể tối lại là nó dính rồi đó. Vậy là cái đùi này còn gắn nhiều nha, kiếm ăn được nha. Kệ để nằm bẫy lại lúa này chỗ rồi, nằm bẫy lại chắc tâm luôn một hai cử nữa. Nếu mà còn gắn thì Tấn cứ nằm hoài, gắn còn chạy là Tấn còn nằm hả. Không phải là đôi khi lúa chín rồi người ta cắt lúa chuột nó nhiều thì đôi khi nó cũng không chạy. Con này con gắn nhì nè, con này có 3 lần rưỡi, nhưng mà gắn nhiều quá thì Tấn vẫn còn nằm nha. Đâu phải con gắn nào nó cũng ăn được con chuột ở ngoài đâu, đâu phải muốn ăn con chuột là dễ. Nè bịch lúa này thì có thể là 2-3 đêm rồi, dính gắn 2-3 đêm nó mới dính nha. Tấn nói thì nó cũng cà mà cập mập nha, cả nhà cũng thông cảm nha cả nhà. Nó cũng nói chuyện thì nó cũng không được hay, cũng không được lưu lót như anh em. Đó là bản năng của mỗi người cả nhà. Nè bịch lúa chuột mới nhăn à. Tấn thì nói chung thì ăn học thì cũng không có tới nơi tới chốn như người ta. Ê, 3 kg rồi đó, hơn 3 kg rồi nè cả nhà. Toàn là hổ hành không à, đã thì im lắm nha. Để Tấn đi đặt thêm ít cái nữa coi còn sao. Tình hình coi như thế nào. Rồi Tấn đi cuốn. Tấn còn một cái luồng, nó tầm khoảng 2 luồng. Một cái luồng luồng cũ, một hồi Tấn sẽ cuốn chắc cỡ 7-8 cái bẫy vậy. Với một cái luồng kia là Tấn đặt mới đặt 10-13 cái, 12-13 cái gì đó Tấn nhớ không rõ. Tại vì đem về nhà mấy cái nữa, đặt không có hết. Rồi để Tấn tranh thủ đi thăm nha cả nhà. Cái này cái cuối cùng nè cả nhà, nãy giờ thăm 10 mấy cái, dính được con gắn 3 nè, dính được con gắn 3 rồi. Tấn ngay trước cửa nhà người ta, Tấn không có quay được luôn. Cái này cái cuối cùng là để Tấn tranh thủ Tấn thăm rồi Tấn đi Tấn bắt gắn ra rồi Tấn tranh thủ Tấn đi đặt còn cả chục cái. Rồi cái này cũng quất cô đơn luôn à. Bạn chuột còn đây. Trời ơi, quên lấy bịch lúa. Tấn không có lấy bịch lúa. Tấn lấy bịch lúa. Để Tấn bắt cái con gắn này à. Rồi Tấn đi thăm tiếp. Ủa lộn, đi đặt tiếp. Nấu xong rồi đi thăm với đi đặt mà nấu cũng không xong nữa. Tấn có thấy cái cũng có nhiều cái bình luận của anh em á, nói Tấn là diễn gắn 8-9 lạng đâu mà có hoài. Cả nhà cũng nếu mà anh em á, mà những anh em mà đặt bẫy gắn á thì chắc có thể biết cái tháng này á, cái cây gắn nó cái giá nó cao lắm. Thứ nhất là bắt gì á thì cũng đâu có gọng để làm gì, đâu có ai mà gọng để 1-2 bữa là nó sẽ mất ký. Với thứ hai nữa mà cũng đâu có, Tấn cũng không có tiền dư đâu mà để đi mua những cái con gắn đó mà bỏ vô rồi cho nó mất ký rồi lỗ. Phải chỉ ta cái kênh của Tấn á, mà nó lớn á, 50-70 ngàn hay là 100 ngàn lượt đăng ký gì đó thì Tấn nên diễn. Còn thật sự thì Tấn cũng không có rảnh, với lại Tấn cũng không có tiền dư đâu. Tấn nói cái đó, Tấn nói thật. Bây giờ kiếm đồng tiền đâu phải nó dễ đâu cả nhà. Nói chung là bữa nay được này tầm cỡ 3 kg 2 à. Tấn cũng không có ở không đâu mà diễn. Nói chung là đi đặt thì thứ nhất là làm clip để chia sẻ cho cả nhà mình xem. Thứ hai là nói chung là cũng cuộc sống,
đi kiếm tiền về sống, chứ đâu có thời gian đâu mà rảnh đâu mà đi làm những chuyện đó. Chung là anh em thì nếu mà anh em nào á thấy thích Tấn á thì xem và đăng ký kênh ủng hộ Tấn. Còn thí dụ như mà thấy Tấn nói Tấn diễn á này kia hay là câu like câu view gì đó thì Tấn cũng cảm ơn anh em đã xem. Và nếu mà thấy Tấn giả dối á thì nếu mà gặp cái kênh của Tấn á thì anh em cứ lướt qua giùm Tấn, chứ đừng nói về tội nghiệp Tấn. Thì đây thành quả bữa nay là toàn hữu hành không nghe cả nhà, còn mười mấy cái sau nó dính được con cặn bã phải, nó dính được một hai con nhì gì nó cũng đỡ là cũng ngon rồi. Cái khúc kia này nhờ cái khúc đầu nó gắn nó chạy cũng lai gai lai gai, nhưng mà nó nhờ mưa cả nhà. Rồi thì Tấn cũng xin tạm dừng clip đi. Cũng được, bữa nay cũng được hai con nhất rồi, quá ngon rồi. Tấn hẹn cả nhà mình á những clip tiếp theo nha.